Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Cái video này thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo để mà chúng ta mở được cái khóa ở cái mini game này. Thì cái mini game này thì các bạn cũng biết có tại sao mà gần đây thì dự án đã mới ra mắt một cái mini game mới, và đây là một cái nhiệm vụ mình nghĩ sẽ là một cái nhiệm vụ quan trọng, và nó sẽ tính cái số lượng của chúng ta, số lượt mở khóa của chúng ta để khả năng sau này chúng ta sẽ nhận được cái airdrop. Và không có cái gì mà tự nhiên dự án lại ra mắt về cái thêm một cái chức năng khóa này đó, và nó tính theo cái số ở đây. Nếu như các bạn mà mở được một lượt, nó sẽ hiển thị số lượt các bạn mở được khóa ở đây. Và một cái trò này thì khá là khó, nếu như các bạn không có một cái mẹo để mà chúng ta chơi cái trò này thì chúng ta sẽ không thể làm mở khóa được. Nếu như chúng ta chơi một cách nếu tự chơi á, sẽ rất là khó để chúng ta có thể hoàn thành và vượt qua được cái nhiệm vụ này. Cho đến giờ phút này thì hai cái tài khoản kia thì mình cũng đã hoàn thành được là hai cái nhiệm vụ, còn cái tài khoản này là mình chưa hoàn thành, và mình để nguyên cái nhiệm vụ này để mình hướng dẫn cho các bạn và chia sẻ cho các bạn cái mẹo để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này. Cũng như là hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái combo ba cái thẻ ngày hôm nay để chúng ta nhận về 5 triệu cái điểm point. Những cái nhiệm vụ này thì chúng ta cố gắng chúng ta hoàn thành. Còn cái chữ mở khóa mã mật mật mã bí ẩn ở đây nó là cái chữ lock, cho nên là mình cũng đã thực hiện nhưng mà vài lần nhưng mà chưa thể mở được cái này. À, mình sẽ bỏ qua cái phần nhiệm vụ này, và mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn cái mẹo để chúng ta mở khóa được cái mini game này. Để mà mở khóa được cái mini game này một cách đơn giản nhất thì các bạn cần phải có cho mình một cái điện thoại nữa, hoặc là các bạn có thể mở ở trên máy tính. Thì khi mình chia sẻ cho các bạn cái video hướng dẫn các bạn mở khóa thì các bạn song song chúng ta sẽ vừa mở cái video hướng dẫn và trên tay chúng ta cầm điện thoại, chúng ta mở app và chúng ta sẵn sàng chơi play ở bên trên máy tính, thì chúng ta trên này chúng ta cũng sẽ play và thao tác thực hiện theo. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn có thể xem video nhiều lần để mà chúng ta quen thuộc được cái cách mở. Các bạn cứ yên tâm, chúng ta xem một vài lần là chúng ta sẽ biết cách được chúng ta mở. Mở thì ngày hôm sau thì nó sẽ 5 tiếng sau nó sẽ có một cái đáp án khác, thì chúng ta sẽ có một cái cách mở khác, thì mình lại tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn cái đáp án như vậy. Và nếu như là cái video mà thao tác nó nhanh quá thì các bạn chọn cho mình cái tốc độ play video chậm lại một chút, ví dụ như là 0.75 chẳng hạn. Cái tốc độ play video á, ở trên cái video hướng dẫn các bạn chọn cái tốc độ đó là chúng ta thoải mái chúng ta làm theo được. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một lượt để cho các bạn biết được cái cách để chúng ta mở khóa nhé. Và mình cũng là mở song song với cái điện thoại, với cái tài khoản phụ của mình, với cái ở tài khoản đây là tài khoản chính chẳng hạn, thì mình sẽ thao tác song song với hai cái tài khoản để cho các bạn xem là một 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 lần là ăn luôn các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ là nhấn chơi này đó, và các bạn thực hiện này, di chuyển khóa đây này, kéo này xuống này, di chuyển khóa về này, màu xanh này chúng ta vuốt này, cái này chúng ta lên này, đẩy lên này, đẩy lên này, màu xanh này sang này đó, và các bạn có đẩy lên này, chúng ta đẩy này về lên lên này đó, các bạn đẩy xuống này, các bạn đẩy lên này, và các bạn vuốt khóa sang. Xong như vậy là chúng ta đã mở khóa xong thành công và chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này. Và khi các bạn hoàn thành thì chúng ta sẽ có được cái số 1 ở trên này, tức là chúng ta đã mở khóa được một lần nhé. Nó khá là đơn giản nếu như các bạn thực hiện theo đúng như cái hướng dẫn của mình, thì đảm bảo 100% là các bạn sẽ thực hiện thao tác được về cái mở khóa này đó. Và chúng ta sẽ đi mở cái thẻ bí ẩn của ngày hôm nay nhé. Thẻ bí ẩn ngày hôm nay sẽ có ba cái thẻ tương tự như mọi khi, mà hoàn thành được cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ nhận về 5 triệu cái điểm point. Chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ đầu tiên nhé. Thẻ đầu tiên của chúng ta sẽ nằm ở mục PR tem đó, nó nằm ở cái mục này. Các bạn kéo lên, chúng ta sẽ mở cái thẻ này cho mình này. Đó, đây là cái thẻ đầu tiên nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai của chúng ta nó sẽ nằm ở cái mục Spec này. Đó, ở đây thì các bạn kéo lên. Các bạn kéo lên trên cho mình. Nếu như cái thẻ nó không có ở đây thì chúng ta sẽ mở vào cái thẻ mới. Nếu như các bạn chưa mở cái thẻ này thì nó sẽ làm một cái thẻ mới nhé. Và nó có cái hình ông Đô La Chum giơ tay biểu quyết á. Đây, nó sẽ là cái thẻ này đó các bạn.
nhưng mà chúng ta phải mở cái thẻ keo này lên level 17 thì chúng ta sẽ quay trở lại tem. Chúng ta mở cái này lên level 17 nhé. Đây mình sẽ nâng cấp cái này lên level 17 thì chúng ta mới mở được cái thẻ kia. 6 này. Nên level 17 thì chúng ta sẽ mất khoảng vài trăm điểm point. 12 này. Các bạn nâng cái này lên. Lên level 17 cho mình. Nếu các bạn nâng rồi thì chúng ta sẽ được mở luôn. Đó, lên 1 triệu điểm point này, 1,6 triệu điểm point rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại Spec này, chúng ta sẽ mở lại cái thẻ này. Đây. Cái thẻ có biểu tượng ba con chuột đây. Rồi ok, như vậy là chúng ta sẽ tìm đến cái thẻ thứ hai và chúng ta sẽ tìm đến cái thẻ thứ ba các bạn nhé. Rồi cái thẻ thứ ba thì chúng ta cũng nằm ở trong cái mục Spec này, các bạn kéo lên. Đây. Cái thẻ mà có biểu tượng hình biểu đồ lến này, long short. Chúng ta sẽ chọn cái thẻ short à, trẻ long nhé, short ở trên này. Đó, chúng ta sẽ chọn cái thẻ mà giảm này. Thì các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn kích vào nhận này. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã mở xong là ba cái thẻ của ngày hôm nay chúng ta nhận về 5 triệu điểm point này. Đó, các bạn quay trở lại đây này. Đó là các bạn nhìn thấy là ba cái thẻ của ngày hôm nay của chúng ta đã mở thành công, khá là đơn giản. Và ở đây thì nó có cái mục điểm danh thì các bạn đừng quên chúng ta điểm danh nhé. Điểm danh liên tục 10 ngày chúng ta sẽ nhận được 5 triệu cái điểm point. Nó khá là giá trị. Rồi, quay trở lại với đây thì có một cái nhiệm vụ này. Thì cái nhiệm vụ này hôm nay thì nó cũng khá là khó và mình cũng đã thử mở mấy lần rồi nhưng không được. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ mở thử một lần nữa để cho các bạn xem là có mở được hay không nhé. Chữ chữ của chúng ta ngày hôm nay chữ là locker. Chữ locker thì mình sẽ là một chấm này, một giữ này, hai chấm. Đó, tiếp theo là ba giữ này. Nó sẽ là ra chữ là O nhưng mà nó khá là khó, mình đã thử rất là nhiều lần rồi, không hiểu tại sao là mình không làm được và không biết có bạn nào làm được hay không. Hay là mình thao tác nhanh quá. Rồi mình sẽ thao tác bình tĩnh nhé. Một giữ này. Một chấm. Một giữ. Một chấm. Đó. Rồi tiếp theo là chữ K. Chữ K thì sẽ là một gạch. Một chấm một gạch. Đó. Nó lại bị về cái chữ 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 O. Mình sẽ thao tác lại các bạn nhé. Đó. Mình thực hiện nhiều lần rồi nhưng mà không được, không hiểu sao. Ok thì coi như là cái này nó khó quá thì mình bỏ qua nhé. Rồi ok thì video ngày hôm nay thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.